Vâng, em lại xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Trong phiên bán hàng ngày hôm nay thì em lại lên những cái mặt hàng hoa lan để gửi tới các bác nhé. Đấy, đây là một cây nhạn tháng 4 nhé các bác nhé. Nhạn tháng 4 đang có hai cái nụ đây nhá. Cây to nó đang có hai cái nụ đây nhá. Và có hai cái con nữa nhá. Nhạn tháng 4, nhạn rừng nhé các bác nhé. Đấy. Cái này là mã số 1 nhé các bác nhé. Mã số 1 có giá là 400.000. Mã số 1 400.000. Nhạn rất là đẹp này các bác này. Một cái cây nhạn như này cực kỳ đẹp luôn. Nhạn thì hoa cực kỳ thơm các bác nhé. Đấy, một chậu nó như này. Này thì em thuần cũng tương đối lâu rồi, dễ thì dài rồi nhé các bác nhé. Nhạn số 1 400.000. Nhạn tiếp theo nhỉ. Nhạn này thì cây nó nhỏ nhé các bác nhé. Cây nó nhỏ các bác làm giống thôi. Quan trọng là nó chuẩn cái nhạn rừng về để cho các bác chơi đây. Nhạn số 5 nhé. Nhỏ nhưng mà đây. Đấy, có cây nhỏ nhỏ này các bác này, cũng đang hai vòi nụ này, một nụ này. Đấy, hai nụ này đấy. Những cái cây này nó bé nhá các bác nhá, nó bé. Cái này em phải nói rõ là cây nó bé nhá các bác nhá. Đấy, nhưng cây này đang có hai vòi nụ này. Đấy. Về các bác làm giống này, những cái nhạn này các bác trồng càng lâu năm cây nó lên nó càng đẹp. Đấy, cho lên là nó không như cái dòng đơn thân. Nó ra hoa các bác chịu khó các bác chăm là nó lên cây. Cứ mỗi năm nó lên vài cặp lá là cây nó rất là đẹp luôn nha các bác nhé. Mã số 5 có giá là 300.000, số 3 cây như này nha các bác nhé. Nhạn nó rất, nó thật các bác là nó rất là đắt luôn. Đấy, như bọn em mua nhạn rừng về những cây nó nhỏ nhỏ như này, này đã là 100.000 một cây này. Cả cước về đấy các bạn, cả cước các thứ về nó đã là 100.000 một cây rồi, chứ chưa nói đến việc mình trồng mình thuần nó như này nha các bác nhé. 300.000 cho mã số 5. Đấy, về các bác làm giống này nhá, em phải nói rõ là cây nó nhỏ nhá. Đây em lên cho bác cái hàng cây giống tiếp theo nhá, hàng cây giống tiếp theo nhá. Cái này thì em trồng ở trên cái khúc gỗ này, em lười em không ấy. Về các bác có thể nhấc cái khúc gỗ này ra này, các bác nhấc ra các bác cho vào cái chậu này, cho vào cái chậu cho nó đẹp đẹp nhá. Cái này mã số 6. Mã số 6 của em cũng có giá là 300.000 nha các bác nhé. Mã số 6 cũng 300.000, hai cây như này. Tính ra có 150 một cây thôi các bạn. Giá rất hợp lý luôn. Đấy, có 150 một cây. Những cái này thì nó chưa có nụ đâu nhá các bác nhá. Những cái này nó chưa có nụ đâu nhá. Đấy. 300.000. Cho mã số 6. Hai cây tiếp theo mã số 7 nhé các bác nhé. Hai cây tiếp theo mã số 7. Cây toàn cây xếp cây đẹp nhé các bác nhé. Riêng nhạn. Nhạn này. Đấy, toàn cây xếp cây đẹp. Hai cây như này nhé các bác nhé. Mã số 7 cũng 300.000. Đấy, cũng 300.000. Mã số 7. Mã số 8 này các bác này. Mã số 8, một cây này cũng tương đối lớn lớn rồi đấy. Một cặp lá 2 3 4 5 6 7 8 cặp lá rồi. Bên này 1 2 3 4 5 6 7, một bên 8 một bên 7 cặp lá nha các bác nhá. Còn cây này thì cây giống nhỏ thôi nhá. Cây này thì cây nhỏ cây giống thôi nhá. Đấy. Cũng 300.000 mã số 8 các bác nhá. Nhạn này là nhạn tháng 4 nha các bác nhá. Nhạn này nhạn tháng 4 nhá. Đấy. Em trước em mua hàng giống về là mua nhạn tháng 4 các bác, nhưng mà cái này em nghi không phải nhạn tháng 4 đâu, khả năng là tháng 8 ấy. Có những cái cây như này khả năng tháng 8 đấy các bác nhé. Thôi cứ bán nhạn cho các bác thôi, 300.000 nhé các bác nhé, nhưng mà bảo hành cho các bác là nhạn chuẩn nhạn rừng nhé. Đấy, chuẩn nhạn rừng nhé các bác cứ yên tâm nhé. Đấy, mã số 8 cũng 300.000. Đây tiếp theo các bác nhé. Cái này thì nói thật các bác là các bác mua về các bác làm giống thôi.
các bác mua về các bác làm giống rồi nhá. Đấy. Cái này thì nó là kiều mỡ gà nhé các bác nhé, kiều mỡ gà nhưng mà lá của nó dày như là kiều tím luôn, lá nó dày như là kiều tím. Hàng này là hàng Thái nhé, em phải nói rõ trên video với các bác nhé, hàng này là hàng Thái nhé. Đấy, các bác mua về làm giống thôi. Cái kiều này thì hoa nó vàng, lâm cánh của nó vàng rực như mỡ gà và họng nó cũng vàng rực nhé. Đấy, vàng 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 đậm luôn đấy chứ không phải vàng nhạt đâu nhé các bác nhé. Đấy, cho nên là giá nó hơi cao một chút nhá. Đấy, nó chỉ có một tí này thôi nhá các bác nhá. Về các bác làm giống này, các bác có thể về các bác thay cho một chậu cho nó đẹp đẹp tí. Mã số 4 320.000. Kiều mỡ gà nhá các bác nhá. Kiều mỡ gà nhưng mà lá của nó thì như là kiều tím luôn, lá dày. Sờ nó dày như kiều tím. Cái này về các bác chăm sang năm này được cái chậu to thì nói thật các bác chứ về thì các bác chơi thân lá không nó cũng đẹp chứ chưa phải nói đến chơi hoa nhé. Đấy. Lá rất dày như là kiều tím luôn. Đấy. Mã số 4 nha các bác nhé, kiều mỡ gà nhá, 320.000. Đấy, kiều mỡ gà 320.000. Tiếp theo vẫn là kiều mỡ gà nhá các bác nhá. À, cái này đang có, em thấy đang có một cái nụ này các bác này. Đấy, đang có một cái nụ nó thò thò ra đây này. Đấy, lá thì dày như là lá kiểu tím ấy các bác nhá. Mã số 3 cũng 320.000 nhé các bác nhá. Đấy, khóm của nó như này nhá. Đấy, nó cây nó chỉ có thế này thôi nhá các bác nhá. 320.000. Mã số 2 này các bác này. Mã số 2 thì cũng đang có nụ này, đang sưng cái nụ này. Những cái mắt như này đang sưng nụ này. Đang có hiện tượng sưng nụ đây, đang sưng nha các bác nhá. Đấy, cái này thì mã số 2 cũng 320.000 đấy. Cả nhà em có 3 chậu thôi nha các bác nhá. Cả nhà em có 3 chậu. Lá đúng là mở. Các bác nào mà không nói rõ thì các bác về một số bác lại cứ tưởng kiều tím. Đấy. Các bác cứ tưởng kiều tím. Em lên cáo cho các bác nhá. Một cây cáo như này nhá, hai vòi hoa nhá. Một vòi, hai vòi hoa nhá. Hai vòi hoa một cây cáo như này nhá. Cáo mã số 20 có giá là 320.000. Đấy, 320.000. Cái dòng cáo Lai Châu thì nói thật các bác là giá nó hơi cao một chút các bạn. Vì bây giờ mấy hôm vừa rồi có một số bác là bình luận là cáo một số nơi ấy, họ bán là cứ khoảng 200-300 một chậu, 3 cây chẳng hạn. Em nói thật các bác chứ còn các bác mà chơi lan lâu năm ấy, thì các bác biết vùng nào có cáo, ngoài Lai Châu Cao Bằng nha thì vùng nào có cáo nữa, và một số các cái tỉnh lân cận của Lai Châu Cao Bằng thôi, nói thật các bác vậy. Còn ngoài ra thì các bác chỉ có mua cái loại của Trung Quốc nhá. Đấy, các bác mua loại cáo của Trung Quốc về thì đúng là 200-300.000, có thật nhưng mà không phải cáo rừng nhé các bác nhé. Đấy, cho nên là một số bác thì mới chơi hoặc là các bác không biết thì cho nên là các bác cũng phải thông cảm. Đấy, cũng phải thông cảm cho các bác là không biết chứ không phải là các bác nói vậy đâu. Đấy, cho nên là các bác mới chơi thì các bác cũng lưu ý giúp em cái vấn đề đấy nhá. Mã số 20 320.000. Tiếp theo mã số 5 cáo nha các bác nhá. Cái này thì có một vòi hoa thôi, cái này có một vòi hoa thôi, 1 2 3 4 cây, 4 cây nhỏ nha các bác nhá. 4 cây này nó hơi nhỏ một chút, về các bác làm giống thoải mái. Riêng cái dòng cáo này đấy, có một cái nụ như này nhá. Mã số 5 480.000. Đây, có cái cáo này thì nói thật các bác là nó chưa có nụ nhé. Bác nào mà lấy cái chậu cáo giống này, em
mã số 10 nhé các bác nhé, mã số 10 em đang bán hiện tại là 250.000 đây, nhưng mà bác nào mà lấy mã số 10 thì em để cho các bác là 200.000 về các bác làm giống nhé, để các bác có cái giống chuẩn của rừng Lai Châu nhé. Đấy, các bác có giống chuẩn rừng Lai Châu. Đấy, 200.000 nhé các bác nhé. Bác nào mà lấy mã số 10 đây này, em ghi 250.000 này. Đấy, bác nào mà lấy thì báo em là mã số 10 200.000 nhé, để về các bác lấy giống thôi. Còn nói thật các bác đây, những cái cây cáo nó đẹp hơn như này nhiều. Cây cáo nó đẹp hơn như này. Nó 2-3 cây to đi, người ta vẫn bán 200-300.000 bình thường, nhưng mà không phải cáo rừng đâu nhé các bác nhé. Nói thẳng các bác ấy. Đấy, 3 cây như này nhé các bác nhé, 3 cây nhé, một vòi hoa dài khoảng tầm gần 40 cm này nhé, đây một vòi hoa nữa nhé, 3 cây như này nhé các bác nhé. Đấy, mã số 5, mã số 5 600.000 nhé các bác nhé, có giá 600.000. Đấy, 600.000 nhé, đây này, đúng thật là này, có bác nào mà bảo là đúng 3 cây như này người, một số nhà vườn này người ta bán có 200-300.000, đúng loại này như này, cây to như này 200-300.000 có. Nếu mà bác thích bảo em sẽ tìm cho các bác, lúc nào cũng có luôn, 200-300.000 một chậu như này, nhưng mà không phải cáo rừng nhé. Đấy, các bác lưu ý giúp em nhé, mã số 5 600.000. Đây, một cái tác phẩm này, cây xếp rụt rịt này, cây xếp rụt rịt bản lá rất là to nha các bác nhé. Bản lá này các bác mà chịu khó chăm lên thì tương lai của nó thì cực kỳ đẹp đây. Đây này các bác này, tương lai của nó rất là đẹp nhá. Đấy, nó có một cái cây con tí ở dưới này nữa nhá. Mã số 14 500.000 các bác nhé. Mã số 14 500.000. Đấy, cho lên là một vòi hoa. Vòi hoa này đen xì luôn nhá các bác nhá. Hai vòi hoa nhé các bác nhé. Cái vòi này xem nào. Cái vòi này được khoảng 50 cm rồi nhé các bác nhé. Gần 60 cm đấy. Cái vòi này cũng được gần 60 cm này. Với cả cây này một vòi hoa nữa đây nhá. Cây này một vòi hoa nữa nhá. Hai cây. Hai cây như này. Mã số 16 cũng 600.000 nhé các bác nhé. Cũng 600.000. Mã số 16. Đây, có một cây đây nhé các bác nhé. Một cây một vòi hoa đây. Vòi hoa này thì tím đen. Đấy, tím đen luôn nhé các bác nhé. Một cây này, bên này nó hơi bị lỗi mất một cái lá nhé các bác nhé. Bên này lỗi mất một cái lá này. Đấy, một cây này. Đấy. Mã số 9 250.000 nhé các bác nhé. 250.000, em bán 250.000 cho các bác nhé. Đấy. Rồi, trên đây toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay, mong các bác ủng hộ nhé. Em xin chào các bác.